Em bế nó lên. Bế nó đi. Mệt kinh nhờ. Chào mọi người, đây là mình lại vào một cái khách sạn khá là đẹp ở trên Nico này. Đây là khách sạn chỗ đêm nay mình nghỉ. Đây gặp cái bọn sọ sẹ này, bọn sọ sẹ này. Các bạn nhìn này, khách sạn rất là đẹp. View đẹp. Wow. Đẹp quá. Đây các bạn này, đây là khách sạn của mình ở đây. Các bạn thấy thế nào? Đây. Trên xuống dưới lên. View khách sạn rất là đẹp. Đây có chỗ tắm onsen các bạn nhé. Và cho thuê cả thuyền. Khách sạn này họ có cho thuê thuyền, có dịch vụ cho thuê thuyền để đi. Đây các bạn này. Cho thuê thuyền để đi quanh hồ. Trên kia là chỗ phía sau khách sạn này. Đây là một cái resort rất là đẹp. Bạn nhìn các ô cửa kính họ làm rất là cầu kỳ, công phu rất đều nhau này. Rồi, bây giờ mình đi vào check in phòng. Giờ mình đi dạo quanh hồ một chút này. Đây là đang khóa huấn luyện bơi thuyền này các bạn này. Đây là một anh đang trang nhân viên của khách sạn. Đang giới thiệu cách bơi thuyền để cho mọi người, cho khách ở đây đi tham quan ở quanh hồ này. Đây là cái chỗ tắm onsen các bạn nhỉ. Họ đang đang có cái biển đang vệ sinh. Bây giờ mình đi xuống dưới kia. Bây giờ mình vừa mới check in xong và bây giờ mình sẽ đi dạo quanh hồ, quanh cái hồ Chiuzhenji này và thưởng thức phong cảnh ở đây. Đây đang rất là đẹp, mùa lá vàng lá đỏ, có những cây phong cây ấy đây này. Cây phong gần đây là cây phong này, các bạn thấy không? Cây phong này thì lá đã đỏ nhưng mà cái cây phong bên này thì lá vẫn còn xanh và chưa hề chuyển màu. Đây là view. Đây là một cái view mình vừa mình giới thiệu các bạn ấy. Thì đây là cái khách sạn chỗ mình ở. Và đây là quang cảnh bên ngoài khách sạn này. Wow, những cái cây rất là to, trẻ đôi. Đây là cái quang cảnh cái hồ bên ngoài khách sạn này các bạn này. Hồ Chiuzhenji. Đây, mình sẽ lướt qua một thử. Cảnh rất là đẹp. Đây hai em Thái.
hai em chuyển giới hay sao ấy. Đây các bạn nhìn thấy cái cổng vào của khách sạn này rất là đẹp. Ngụ ngay trước cổng phía bên ngoài cái bên trái đây là một cây phong lá đang chuyển màu cam. Đây các bạn nhìn này, không biết màu cam hay màu đỏ. Mình cũng không thể phân biệt được, nhưng mà có chỗ đỏ, có chỗ cam rất là đẹp. Các bạn nhìn này, đây mình sẽ quay cận cảnh cái cây này. Tiến gần này. Wow, không thể lên được, hơi bị chói chói ánh nắng quá các bạn ạ, nên là nó khó lên. À, đây này này, đây, các bạn nhìn màu cam nhưng mà nó rất là khó lên này. Còn đây là cái khung cảnh cái hồ bên phía ngoài khách sạn chúng mình ở này các bạn này, rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đây mà đi hưởng tuần trăng mật thì đúng là không còn gì bằng luôn. Bạn nào mà ở bên Việt Nam mà có ý định cưới thì sang năm cưới vào đầu tháng 10 và đến khoảng tầm 20 tháng 10 các bạn sẽ đi ra. Và đến đây thì thưởng thức đấy, tuần trăng mật của các bạn. Rất là đẹp. Đây chỉ là cái bãi đậu xe thôi. Còn đây cái hồ đây, vừa mình giới thiệu các bạn này, họ tập bơi thuyền đây. Chính là các cái nhân vật này đây, đang bơi thuyền ngắm quanh hồ này. Mình vừa hỏi qua những khách sạn, họ bảo là bơi, nếu mà mình có thể đi dạo quanh hồ này với một cái du thuyền với cái cốt sự là khoảng 50 phút với giá là khoảng 1,5 sen, tức là khoảng 300.000 Việt Nam đồng dạo quanh cái hồ này mất khoảng 5 phút. Còn nếu mà bơi thuyền này thì mình không biết là bao nhiêu, chắc là tùy năng lực của mỗi người. Và đây mình sau khi check in xong, bây giờ mình sẽ tiếp tục cái hành trình đi chơi quanh Nikko. Đây là hình ảnh của cái hồ Chiuzenji Nikko ngày hôm nay là ngày 26 tháng 11 các bạn nhá. Nikko Chiuzenji ngày 26 tháng 10, nhầm 26 tháng 10 2019 nhá. Mình đi chơi đây mình chia sẻ với các bạn về cái quang cảnh đây đây. Nếu các bạn thấy hay hoặc bạn nào có nhu cầu mà đi chơi quanh đây vào mùa ngắm mùa lá vàng thì liên hệ với mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo. Các bạn thấy hay thì hãy nhấn sub ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào các bạn. Đây, vừa nãy mình vừa mới bảo các bạn ấy, bây giờ mình đang đi dạo quanh hồ đây các bạn này. Đây mình đang trong giai đoạn chờ thuyền này. Đây là cái hồ. Thì mình sẽ làm một cái cốt sự quanh hồ này các bạn này. Rất là đẹp. Chỗ xa xa kia mới đẹp kìa. Đây nhìn một mắt thường này rất là, nói chung là không còn gì được chê nữa. Các bạn xem phim kiếm hiệp Trung Quốc thế nào thì nó còn hơn như thế các bạn nhá. Nhìn xa xa cả đấy, các cái cảnh đây bơi thuyền trong ngoài quanh này rất là thích. Đây mình đang chờ cái thuyền kia về. Đây kia có một cái thuyền, đây có một cái thuyền nữa, du thuyền này. Đấy, đi bằng cái du thuyền kia quanh cái thuyền đấy, dạo quanh hồ ngắm cảnh nhé các bạn ạ. Đây là cái bến nhà chờ thuyền này. Kia cũng là nhà chờ thuyền này. Rất là đẹp. Chỗ này mà nếu mà dùng điện thoại chụp thì xem nghĩ là không thể lên được. Chỉ thấy cái đốm đốm chấm chấm đấy. Nếu mà có máy ảnh phải thật xịn thì mới lên được, tại vì nó cảnh núi rừng hùng vĩ ấy. Các bạn hồ đây, từ đây ra kia nó cả cây số, 2 cây số. Không có máy ảnh xịn thì chắc là không thể lên nổi. Ống kính mà cũng lở một chút là cũng không thể lên được các bạn. Rất là khó đây các cụ ông, cụ bà.
các cụ bố lão đang đi câu cá ở hồ này các bạn này, dùng thuyền đi câu cá ở hồ rất là thích này. Các cụ đang đi câu cá quanh hồ này. Bây giờ mình lại ra kia mình chơi tiếp. Đây cái cây lá phong, cây lá phong này vàng rực luôn này. Đấy cái cây kia nó bị ngược nắng đấy, cái góc góc đấy nó bị ngược nắng này, không thấy này. Đây nhìn dễ quay rõ các bạn này. Cây lá phong đúng không các bạn? Đó, nhìn chắc chắn luôn. Hàng phong này ở Việt Nam trên đường Trần Duy Hưng có trồng, nhưng mà chắc bây giờ không biết sống chết thế nào, mình cũng không rõ nữa. Đây. Cây này thì nhỏ thôi, không đẹp lắm, nhưng mà để mình quay rõ các bạn. Đây nó. Đây. Lá phong đang chuyển mùa.